chắc không phải là Quách Hiêu huynh hả? Chắc. Vậy Quách Hiêu huynh là gì đối với cô chứ? Cậu ấy có ý nghĩa gì với cô vậy hả? Thì là đồng nghiệp, là bạn hữu. Cậu thích ơn chê nhiều bao nhiêu? Nếu nhiều thì phải cẩn thận một chút. Mình có thể cướp cô ấy bất cứ lúc nào. Ơn chê đã nhanh chóng cứu sống mẹ của tôi. Trong thế giới của các hiệp sĩ, người ta thường dùng thân báo đáp còn gì. Nói chuyện dễ hiểu chút đi. Cậu nghe đây, nếu cậu làm ơn chê phải rơi lệ chỉ vì một họa sĩ trôi, thì tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn, kể cả mạng sống, để cướp cô ấy về cho bằng được. Nào, tới lượt bác sĩ xong đó. Làm tốt lắm, bác sĩ Kim Chê Cơ. Nhờ có anh mà tôi mới có thể cứu sống bệnh nhân của mình. Sao cậu làm được? Làm gì? Thì đặt bản thân mình vào đúng vị trí đó. Trong bún rổ sao? Là trong chuyện phụ nữ. Một người đàn ông khỏe mạnh hơn 30, yêu một người phụ nữ say đắm, nhưng mà cô ấy chỉ muốn làm đồng nghiệp. Sao cậu điềm tĩnh được trong tình huống như vậy? Ai nói là tôi điềm tĩnh trong tình huống đó chứ? Tôi hiểu rồi. Cậu chỉ đang cố gắng giữ vững tâm lý vì không thể làm được gì khác. Tôi không cố giữ gì hết. Tôi luôn cố gắng làm mọi cách để đẩy anh ra xa khỏi tôi. Bởi vì anh chính là một bác sĩ quá có lương tâm. Tôi thì không muốn bị mất một người đồng nghiệp tuyệt vời giống như anh. Là một đồng nghiệp thì chúng ta có thể ở bên nhau trong thời gian dài hơn. Tôi chỉ để nó trôi theo dòng chảy thôi. Như vậy ít nhất thì cô ấy không cảm thấy khó chịu khi tôi lãng vảng xung quanh. Nếu chuyện này kéo dài thì sao? Thì phải chịu thôi. Nếu như không được, tôi sẽ cố gắng tìm cách khác. Nếu như cậu cứ để nó trôi, thời gian sẽ trả lời mọi thứ. Sao mà như ông già vậy? Đừng có căng thẳng vậy chứ. Thời gian sẽ giải quyết mọi vấn đề. Trước đây khi người lớn nói chuyện kiểu này, tôi đã từng hoài nghi. Rồi thời gian gần đây, tôi thấy nó có liên quan mật thiết. Đừng có cố tỏ vẻ trưởng thành như vậy mà. Chúng ta đều đã trưởng thành. Cả cậu và tôi đều đã hơn 30 tuổi. Đi thôi, chắc là mọi người đang chờ đó. Được thôi. Nè, cậu có thấy chúng ta quá thân thiết rồi không? Đúng là chúng ta phải là tình địch chứ, không thể nào thân thiết như vậy đâu. Nó chỉ xảy ra khi bác sĩ xong, cô chúng ta như nguyên liệu bạn trai thôi. Nè, nguyên liệu bạn trai là sao? Đi hỏi cô ấy đi, đừng hỏi tôi. Điếp tin một phút. Ôi trời ơi. Một chiếc buôn lậu ma túy đá methamphetamine đến từ Trung Quốc vừa mới bị bắt giữ. Người dân băng qua khi phát hiện ra súng trong tài sản của họ. Để tiếp tục chương trình, mà đang làm gì vậy? GPS của chúng ta trợ chứng đó. Ôi trời ơi, bực chết đi được. Hai trên vị thành niên và một người khoảng 14 tuổi đã bị bắt tại Jeonnam vì bị cáo buộc có hành vi bạo lực học đường. Ôi, thời buổi này lại có cái kiểu bạo lực đó nữa chứ. Bọn chúng cũng chỉ là trẻ con thôi mà, sao có thể làm vậy được? Thì bọn chúng cũng học từ người lớn mà thôi. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà nhân tiện tôi hỏi, chúng ta cũng đã ở trên tàu 2 ngày liền rồi đó. Mọi người vẫn bình thường phải không? Giờ họ cũng quen rồi. Vậy còn cậu nha sĩ thì sao đi? Cậu ấy đã hết say sống hay chưa? Làm gì có ai có thể hết được kia chứ. Cậu ấy phải học để sống chung với lũ mà.
Mà nè, tối hôm nay chúng ta có tiệc đúng vậy không hả? Phải, giờ mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Ôi, cũng nên như vậy chứ, khá lâu rồi còn gì nữa. Nè, chơi game nữa hả? Đừng có nói với tôi sắp chết rồi nè. Tôi cũng nên chơi game. Gần bên cạn Chansumbo, một nhóm buôn lậu ma túy đá methamphetamine đến từ Trung Quốc vừa mới bị bắt giữ. Trị giá của số ma túy đá methamphetamine bị tịch thu là khoảng 3,1 triệu won. Anh nghĩ sao hả? Bọn chúng lên kế hoạch buôn lậu sang Nhật Bản. Có nên pha chung nước tương không để tôi pha cho? Có chuyện đó đóng đó. Để tôi kêu cho ha. 6 tên buôn lậu đang lẩn trốn ở đâu đó. Anh thấy sao hả? Để tôi pha nước chấm cho. Đang tập trung để có thể bắt giam bọn chúng. Ôi trời. Vào khoảng 9 giờ tối hôm nay. Đây. Từ từ thôi. Wow, mùi thơm quá đi. Tới lượt cô sắp xếp bàn. Dạ. Ăn hả? Bác sĩ xong dạ. Đãi mọi người đây sao? Phải. Cô mua nhiều dữ vậy, chắc là ngốn hết bạc triệu đây ha. Gần cả tỷ luôn đó. Bánh kem, quên bánh kem rồi. Bánh kem, bánh kem làm gì hả? Hôm nay là sinh nhật của thủy thủ trưởng mà. Trời ơi. Ôi trời, tôi thấy ngượng quá đi. Anh ấy cần phải thổi nến và ướt nữa. Hay là giờ chúng ta cùng đi đến chợ gần bến tàu đó để mua cái gì cho anh ấy. Có nên đi không? Không nên. Không cần phải làm vậy. Y tá Chu, cô biết chuyện này hả? Sinh nhật của thủy thủ trưởng. Bằng cách nào chứ? Hả? Vô tình tôi biết được thôi. Vô tình sao? Không lẽ có biến? Trời ơi, cô nói gì vậy? Có biến gì chứ? Có gì đâu. Nào, dành cho đại gia đình tàu y tế. Hả? Người làm việc cực lực cho bệnh nhân cả ngày lẫn đêm đó. Khoan đã. Có thuốc giải rượu cho mọi người đây. Nữa hả? Thôi, chú đáo quá đi. Nè. Mọi người đã có hết chưa hả? Được rồi, bác sĩ Song Ưng Chi xin mời cô đứng lên đi. Hôm nay, bác sĩ Song Ưng Chi chuẩn bị tiệc nướng cho đại gia đình tàu y tế thưởng thức no say với khoản tiền quý hiếm. Xin cùng chúc mừng bác sĩ Song Ưng Chi. Đây, cùng ly nào hả? Cùng ly. Nào, uống cho đầy cái bụng rỗng của mọi người đi. Cảm ơn bác sĩ Song Ưng Chi nha. Cảm ơn bác sĩ Song. Cảm ơn bác sĩ Song. Đi thôi. Ôi, đẹp đôi quá đi. Hồi chỉ gì cô ấy tặng bánh kem sau. Hôm nay là sinh nhật chân hô.
Y tá Chu, hãy quyệt cho lên mặt gối đi. Làm thật rồi kìa. Quái thiệt kìa. Mở bật đèn. Nhanh. Ông chủ đâu? Ông chủ của chúng ta đã mất rồi hả? Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ. Chết tiệt. Chết tiệt thật. Giờ phải làm sao? Chúng ta có cần tới bệnh viện không? Bị súng bắn vào đâu rồi sao? Các bác sĩ sẽ đón tiếp ông chủ trong tình trạng máu me đầy người như vậy hay sao? Bọn họ sẽ gọi cho cảnh sát tới đó. Cái đồ ngu. Vậy bây giờ không lẽ ngồi xem ông chủ chết hả? Không thể làm vậy. Cái đầu của mày đáng giá nghìn tỷ á. Vậy bây giờ phải làm sao? Cầm miệng chút coi, để tao nghĩ kế cái. Để tao nghĩ xem. Này đại ca, không phải tao nói mày cầm miệng hay sao hả? Em có một ý này. Nếu đó không phải là kế hay, tao sẽ bắn một phát vào đầu của mày đó. Dạ. Đại ca. Tàu y tế hả? Dạ, đúng như vậy. Nghe nói ở đó có bác sĩ quái vật phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, ghép bàn tay bị cắt cục lại với nhau. Người đó là ai? Ngôi sao của tàu y tế, bác sĩ ngoại khoa Song Eun Jae. Song Eun Jae hả? Người mặt dễ thương vậy dạ. Mà là bác sĩ quái vật sao? Theo báo đang làm vậy. Hơn nữa. Còn gì nữa? Con tàu y tế đang ở đây rất là gần đó. Ôi trời. Hơi bữa tiệc đúng này đúng tuyệt thật là tuyệt vời mà. Phải vậy không hả? Y tá Du, em uống nhiều lắm phải không? Thuyền trưởng à, có nên không hả? Trời ơi, không ta vui thiệt đó. Vui quá. Mai còn phải làm việc nữa. Tôi còn có ca trực ở phòng cấp cứu. Anh không xuống hay sao? Tôi vẫn còn vài chuyện cần phải làm. Vậy sao cô không cho cậu ấy biết chuyện họa sĩ cho nói dối chứ? Nếu là bạn thì phải cho nhau biết. Sao vậy? Cô tức giận vì có thằng bạn ngốc à? Và cô thấy khó chịu vì cậu ấy bị quỷ quại bởi người phụ nữ đầy mưu mô. Nhưng mà cô lại không hề muốn nói cho cậu ấy biết. Đó là bởi vì... Bởi vì cô không muốn cậu ấy thấy nhục nhã à? Không đâu. Cô chỉ không muốn cậu ấy nghĩ cô là loại phụ nữ ghen tuông mà thôi. Cô không muốn tỏ vẻ đáng thương.